thưa quý vị và các bạn khoảng 22 giờ tối ngày 5 tháng 7 vừa qua trên tuyến cao tốc Vĩnh hảo Phan Thí, đoạn km 200 500 qua địa bàn xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo khiến một người tử vong. vào thời điểm trên chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 78B00418 do Trần Văn Bảo, 35 tuổi, trú tại tỉnh Phú Yên, điều khiển lưu thông theo hướng Nam Bắc, đã tông thẳng vào đuôi ô tô đầu kéo, kéo theo rơ móc do Trương Đình Hùng, trú tỉnh Phú Yên, điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến phụ xe của xe khách dựng nằm tử vong tại chỗ, bốn hành khách bị thương, hai phương tiện bị hư hỏng. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường để điều tiết phân luồng giao thông tránh ủng tắc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Hàm Thuận Bắc điều tra làm rõ. Hai ngày sau đó, trưa 7 tháng 7, cũng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, xảy ra một vụ va chạm giữa một xe khách và ô tô, khiến xe khách bị rớt xuống rãnh thoát nước bên đường. Rất may không có thương vong về người.